Rồi, xin chào cả nhà, Yến sẽ hướng dẫn cho mọi người thực hành về việc cắt ghép nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đưa video vào. Sau đó, Yến lấy ví dụ video này, mọi người hãy cùng xem nhé. Sẽ phải có đoạn cắt đấy. Rồi. Đấy, ngay đoạn này là chúng ta đã phải cắt rồi, bởi vì là có cái giọng người nói vào là nhìn nhìn em đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ chọn video, chọn hình cái kéo và cắt sang trái của đầu phát. Ok, cắt sang trái của đầu phát. Tiếp theo. Cả nhà vẫy tay nào. Đấy, mọi người có thấy không ạ? Yến sẽ có một câu nói trong đây, đó chính là cả nhà vẫy tay nào thì Yến cũng cần cắt cái đoạn này. Cả nhà vẫy. Đấy, chúng ta sẽ phân chia nhá. Đây. Từ giây số 0008 thì mình sẽ chọn video, chọn cái kéo và phân tại đầu phát. Ok. Sau đó chúng ta sẽ phải cắt đoạn ở giữa này đi. Chúng ta xác định cho chạy đi và chúng ta xác định xem đoạn nào là đoạn cần cắt. Cả nhà vẫy tay nào. Ok, chúng ta sẽ cắt cái đoạn ý nói cả nhà vẫy tay nào. Thì sau đấy chọn video sau và chọn hình cái kéo, cắt sang trái của đầu phát. Rồi, chúng ta hãy cùng xem kết quả nào. Đấy, cả nhà thấy chưa? Không còn hề một cái tiếng như là Yến nói vào trong video nữa, mà còn chỉ còn hình quay thôi.